Ở mình đăng lên á thì phải mở lên cho nó xem lại hết thì nó mới hiện lên. Nên là phải đăng. Có phải hôm bữa thầy đi với anh Dậu đúng không? Anh Dậu anh xuống anh chở thầy đi đúng không? Anh nói con mà con lúc đấy con phải phun mất tiêu rồi, anh hay rủ con đi đúng không? Thầy thấy không, ai cũng thương con hết giờ trơn. Rủ nè, giờ đi địa đạo Củ Chi cũng được, giờ rủ nhau mướn xe taxi ngự 100, năm đứa 500 cái lên tới cái là 500 đi đứa 200, đứa đi 100 về 100, năm đứa là đi đi về cho anh chịu à. Dạ. Địa đạo Củ Chi hay nếu đi ông hơi chiếc xe cũng được, đi ngày hiểu không, giờ đứa hùng 200, năm đứa hả, đi quay phim đi dạo phố mình lắc đầu không tiền thì nó không tiền, chứ có tiền bởi vì Tết năm nay tụi vẫn khổ sao giàu được, tao rủ nó đi, tiền bạc là thầy khỏi lo, tụi con lo hết. Mày nói câu đó tao nghe năm nay nói cái lắc đầu không, đi chơi là ai mà không mê, mày không mê là mày không tiền, mày chấp nhận cái điều đó không? Dạ. Tại sao không tiền? Tết hôm nào người ta cũng vui mừng đón Tết, người ta mà tiền xài ào ào không tiết kiệm, mà giờ Tết mày mày ức mày quan ức gì mà không tiền? Tại vì con không làm gì hết cho nên con không có tiền. Trên Việt Nam này á thầy đi nhận đâu rồi thầy? Thầy kể cho con nghe. Đi 34 nước. Chị tắt rồi đó. Đi các tỉnh. Tắt máy giờ rồi. Tại vì có lúc thầy uống xong tắt rồi. Thầy nói sầm sàm tắt rồi. Được 16 phút rồi. Đi. Giờ mày tắt luôn cũng được. Không thầy. Con hỏi mày có nội dung với thầy. Giờ vui. Hỏi gì mày hỏi là sao mà tốt mà hỏi. Hỏi sao tao chữ ngon. Ủa có làm gì đâu mà thầy suốt ngày thầy chửi con luôn. Tao ghét mày. Ủa có làm gì mà thầy ghét. Hai đứa là ghét phải có lý do. Không có đứa nào tao thấy được hết. Con được thầy. Đừng khỉ. Chắc chắn là con được như trâu. Lên đi. Mày hỏi điên không hay trả lời. Con được thầy. Gì nữa. Chắc chắn là con được. Không có đứa nào được. Con được. Đứa nào cũng quỷ. Không quỷ này quỷ kia. Giờ mày hỏi giỏi đi coi mấy kẻ lộn hả. Thì phải Tết mẹ kể lộn. Tao nói mày bỏ qua đi, tao chữ thì mày lướt cái khác đi. Mày mời mày khịa à. Ai đâu gì nói tao nghe kìa. Ai đâu mà dám tha khịa thầy. Đó mày cũng ham gây lộn không. Rồi hỏi gì con nhỏ này nữa. Dạ chưa thầy. Mày kìa thầy khịa, hấp tấp quá. Ăn no rảnh quá mà. Từ từ thầy. Ngứa quá để tao chữ. Ngứa thầy thầy hay thầy Tết vậy á mà thầy thích trật tự có đến chúc Tết thầy không? Không. Thầy có đến chúc Tết thầy thích trật tự không? Không. Sao rồi thầy? Chuyện nào lấy lo, thân ai lấy lo, không ai qua lợi. Thân ai lấy lo, chùa ai lấy lo. Thì cái chuyện người ta mến thì ta đến mình, còn ta đi hay không là chuyện của người ta chứ. Tự nhiên sao nói không nói được. Nhưng giống như tụi con nè, khách không rủ cũng tới. Rồi giờ ta ghét nhưng mà ta chữ càng tới. Rồi giống như tụi bây giờ chọc gan người ta cho ta thích chơi. Họ càng chữ càng ghét càng tới nhiều. Phải không? Vậy thầy có bực mình khi mấy con đến chùa không thầy? Có. Thầy bực mình cái chuyện gì thầy? Thầy cầu nguyện cho nó hay sao, nó đừng tới chùa nè. Mấy con cũng bình thường mà thầy. Thầy mày tới thì không làm cho tao niềm vui, với mày làm tức tao bực mình không rồi sao tao trông tới. Giờ mày làm sao tao nè, có tiền, có niềm vui nè, có chùa to Phật lớn nè, khỏe tụi bay đến bị khị khị mà tàn là dẫn cua hồn, cất đảng lại cà khịu không. Trời ơi, mày mua nước mày chưa trả tiền mà mày đưa 10 ngàn làm gì? Lì xì á hả? Lì xì thầy. Lì xì được 10 ngàn hả? Rồi lì xì nhiêu cũng nhận rồi mà có lì xì được hả? Mày có lì xì không? Lì xì mà đưa chuyện đứa nào của nào lì xì đứa đó. Ngộ không? Lì xì mà đưa tay hả? Mày hổn. Ốc tiêu lì xì cho thầy. Nó thầy 10 ngàn đô. Đưa tay.
Ê, ông này có 10.000 Việt Nam Tết năm nay. 10.000 đô chứ. Ừ, 4-5 năm trời nó lì xì có 10.000, nó kêu thầy lì xì lại cho lớp. Nó nói lì xì thầy nhỏ, thầy làm gì có lì xì lớp. Bây giờ tới thầy lì xì lì xì lại. Ừ, giờ trao cho tôi rồi, giờ tôi lì xì lại nè. Không phải móc tiền khác chứ thầy. Sao tiền khác gì, tiền cũng là tiền mà, tiền trao qua rồi trao lại chứ tiền đâu mà phải móc tiền khác nó mới thầy mới ghê hơn thầy. Rồi trả tiền nước đi chứ. Đứa nào mua phải trả chứ. Ủa chứ không phải thầy nói là tự nhiên mày lấy nước xong mày không trả tiền lắm mày quên này, giờ trả đi. Ủa thầy, chứ không phải thầy nói là ốc tiêu mua nước là thầy phi cho ốc tiêu không rồi. Có chuyện mua nước mà ăn bánh thì trả tiền chứ. Ba ăn chỗ bánh trả tiền. Ừ, ăn bánh là phải trả tiền, uống nước thì phải trả tiền, mày không nói gì vậy. Trả tiền nước thầy. Thôi sao có hai chục bạc. Ủa 10.000 mày lì xì tao, mày đưa nó lì xì giờ mày mua 20 lon này 20. Rồi chai nước 10.000 mày đưa 20 mày nghĩ sao à? Cái này Tết mà mày khiến tao tụt quần mày à. Quên mày quên khôn quá, mốt vỡ giờ tao không cho mày vô chùa luôn. Vô chùa mày lấy nước uống xong cái mày cho tiền. Bởi vì luồn vô hay là luồn vô cứ lấy uống không à. Chắc của chùa á. Dạ. Mày bởi vậy nhỏ này tao thấy tao ớn lắm ghê. Còn thằng này thì cũng cái miệng cũng xạo xạo. Tại bạn ấy quên thầy. Bây giờ đứa là tốt. Con tốt. Tốt trong lòng thầy. Bài Tết không có đứa nào. Nhỏ này nay nè đi chứ vẫn ôm rộm mặt nha. Nhỏ xíu như búp bê. Mặt nó thấy ghê mày ơi, nay sao nó vừa xấu mà vừa ốm. Cái mặt nó nhỏ xíu. Rồi mặt bự thì con vẫn nhỏ mặt bà già nữa mày. Đi ghê luôn. Dạ. Con gái vậy mới đẹp thầy. Còn như con có mặt trình banh. Nhìn xấu xí. Thầy cái son nè. Ừ mày đi son. Thầy sơn môi không thầy? Sơn mà ai sơn màu hồng, tao màu đỏ ai màu hồng. Tự nhiên cái giờ mày đưa sơn thầm thầy chùa à. Đi xăm môi. Chứ ai mà ngồi đó dễ dẻ. Dẻ tao dành cho nhà giàu với dần ca sĩ. Tao mỗi lần tao lên sân khấu tao phải dẻ. Rồi những người là phụ nữ người ta làm đẹp. Còn giờ người ta đàn ông là mình ta có cái nghệ thuật là làm đỏ mãi. Không có dùng son. Giờ trai gái gì ta cũng sửa sạn, mà do người nghèo không có tiền sửa sạn. Để giàu có đủ điều kiện nè, sửa sang sắc đẹp nè, vặn quần áo đẹp nè, mua xe hơi nè, rồi đi xe tay ga nè, rồi vặn đồ bóng bẩy nè, rồi tuổi trẻ thì ta cần tắm trắng nè, làm răng lại cho đẹp nè, nâng mũi nè, nâng quên làm mí mắt cho đều nè, rồi chân mi cho dài đậm nè. Rồi lông mày thì như cái mày tướng nè, cái mày vua nè, nó đẹp. Cặp mắt lé làm cho hết lé. Thầy cái răng của thầy hôm bữa thầy nói đó, rồi thầy sửa chưa? Cái gì? Tao làm lại hết hàm luôn rồi, nói nguyễn vừa là hết lại. Hàm luôn hả thầy? Nè, chứ giờ mày sao nghĩ răng xưa răng thật hả? Răng thật hết. Mà cái miệng của thầy méo á, thầy có sửa là chưa? Rồi sửa rồi. Ừ. Chích mũi thuốc lấy về dàn cầu cũng cầu móc lên. Dẹt à, giờ dễ, giờ xéo vô công gì nó giật lên để ẹt. Miệng mày méo là mày miệng mày vuông, miệng mày tam giác cũng cho mày, miệng mày tròn cũng được. Cái gì công nó làm kéo cho mày hẳn hết được. Giờ đàn ông mày muốn đàn ông nó chích mua khúc cho mày cứng rắn. Còn mày giờ mày muốn bóng nó chích mua khúc cho mày. Cà đơ bất hơ liền thiệt luôn. Hay chích chọc tiêu. Còn người mày hiền nó chích một khúc mày tánh nóng lắm. Còn mày giữ nó chích một khúc mày hiền lắm. Mày khờ không ít nói ít ăn luôn. Vậy hay có chích không hay? Vô duyên cái gì phải chích nó. Con nghĩ ra hay chích rồi. Tại vì thầy nóng nảy quá. Thầy chết rồi phải không? Thì tụi bay nói là ăn chay nói láo, ăn chay mà sân si.
mà ăn mặn thì hiền quá, thì giờ tôi chích mũi làm sao mà ăn mặn mà sung lên chứ giữ lên giữ tạng ra. Ờ, để tụi bay á, khi dễ người ăn mặn hiền quá. Dạ. Phải không? Dạ. Thầy trước giờ có ai nói thầy hiền không? Không. Nào giờ nói thầy dữ không? Đúng rồi. Người ta nói thầy dữ như bà Trang. Bà Trang là ai thầy? Là mày á. Con hiền mà thầy. Mày mà hiền. Mày cứ dĩ gì đây, trên đời dưới đất kìa. Giờ Tết hôm nay làm gì có tiền? Tết năm nay làm gì mà xây chùa à?